Ok anh em ơi, cạc bây giờ đã quá rẻ rồi. 3080, 3090, 3070, 3060, ai cũng mua được, nhà nhà mua, người người mua, tất cả mọi người cùng mua. Nhưng mà thực tế ra thì vẫn nhiều anh em vẫn chưa mua được cái đấy anh em ạ. Bởi vì đơn giản họ không có tiền, họ vẫn đang tiết kiệm, hoặc là họ đang bị giới hạn bởi bố mẹ, bởi anh chị, bởi gia đình, và họ không thể làm một chiếc máy tính kiểu xịn sò con bò được, chỉ có thể có một chiếc laptop hoặc là một chiếc desktop cơ bản thôi. Vậy thì câu hỏi ở đây rằng là năm 2022 này, chiếc laptop hay chiếc desktop có cả onboard có thể chơi game được không? Hãy cùng trả lời câu hỏi đó bằng video này nhé. Rồi, thì trên tay mình đây là một chiếc laptop, để chiếc laptop Gigabyte U4 được không? Một chiếc laptop khá là đình đám và gọi là nổi trội trong thị trường hiện nay. Đơn giản tại vì nó là một chiếc laptop có mức giá ổn áp này, cấu hình rất là ok này. Với mức tầm khoảng tầm trên 16 triệu một chút, anh em sẽ được một con CPU i5-1155G7, RAM 16GB Dual Channel, 512GB SSD và một chiếc laptop mới màn hình 14 inch anh em nhá. 14 inch này, IPS nhìn trông đẹp đẽ cũng sáng sủa lắm. Ở dưới đây thì là bàn phím này, cắt giảm, không gọi là cắt giảm mà bàn phím size nhỏ, có cả đèn LED nền nhá. Touchpad thì kích cỡ vừa phải, ok. Bên hông thì chúng ta sẽ có các cổng kết nối như là USB này, microSD này, nút nguồn này, cổng cắm này, HDMI và cổng USB Type-C hỗ trợ xuất màn DisplayPort nữa, rất hấp dẫn, rất hợp lý. Và cái thứ mà chúng ta nhận được ấy, ở trên chiếc laptop này ấy, đây là một chiếc laptop nhẹ đến dương vô cùng. Bởi vì với mức 16 triệu thì có thể nói nó là một chiếc laptop nhẹ nhất trong tầm giá của nó, mà có thể nói là trong tầm giá tầm dưới 30 triệu đi. Bởi vì chiếc laptop này chỉ nặng có 999g thôi. Thế mà mức giá của nó chỉ có 16 triệu, anh em thấy hấp dẫn đúng không ạ? Chiếc laptop này thì cực kỳ là hợp lý và là một lựa chọn cực kỳ là chuẩn chỉnh khi mà của các bố mẹ cho các con nào chuẩn bị vào đại học này, vào cấp 3 này, vào cấp 2, vân vân, hiểu không? Tại vì đơn giản, nó nhẹ như này, nó cầm nhẹ tênh luôn ấy, và nó lại có cấu hình ổn áp như thế thì tại sao lại không dùng chứ đúng không? Còn nữa, chúng ta sẽ có đó chính là một chiếc máy tính bàn. À đây, anh em nào mà nhìn không tưởng thì lại tưởng đây là một con gọi là base đây. Thì đây là một chiếc máy tính bàn có một mức cấu hình cũng khá là trung bình thôi. Nó là một chiếc máy tính bàn với CPU i3-12100, RAM 16GB, ổ cứng 512GB và tất nhiên rồi, H610 của Gigabyte. Thế thì liệu rằng chơi game thế nào nhỉ? Chơi game sẽ ra sao? Hãy cùng xem nhá. Thì trên chiếc laptop này ấy, là CPU i5-1155G7 rồi đúng không? Thì mình cũng đã nói rồi. Nó sẽ có đó chính là Intel Xe Graphics. Đây là một cái cấu trúc đồ họa khá là mới của Intel. Và hiện tại thì Intel đang có cạc rời rồi. Nhưng mà những gì đi trước lại nằm trên laptop, tức là chiếc laptop Gigabyte U4 này. Còn trên chiếc desktop của chúng ta đúng không? Chỉ có đó chính là con CPU i3 đồng thời UHD Graphics 730 thôi. Về lý thuyết ấy, thì Xe Graphics sẽ là xịn sò hơn, VIP Pro hơn. Nhưng mà hãy cùng check xem sao nhá. Thì mình đã test ở đây được tính là 3 tựa game, trong đó sẽ có CSGO này, Dota 2 và Liên Minh Huyền Thoại nữa. Thì chúng ta sẽ có ở đây, đầu tiên có thể nói tới đó chính là CSGO. Thì mình CSGO đúng không? Là một tựa game, phải là một tựa game bắn súng thì mình sẽ yêu cầu cho nó một FPS cao hơn một chút. Bởi vì khi đấy thì mình có thể tracking địch các thứ kiểu được, sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi mà có mức FPS cao hơn. Thì ở trên chiếc laptop Gigabyte U4 này đây, chúng ta khi test ở độ phân giải Full HD, mức setting thấp nhất chúng ta đạt được là 37 FPS. Còn trên desktop thì đạt được là 46 FPS mà thôi. Mức FPS này thì mình đánh giá rằng là không tốt cho lắm. Bởi vì 30 FPS thì anh em làm sao mà có thể chơi được đúng không? Nó giật lag đến dương vô cùng. Thế nên mình đã giảm mức gọi là độ phân giải xuống còn 720p thôi. Thì lúc này chúng ta đạt được mức FPS là 66 FPS, vừa đủ để chơi. Còn trên desktop thì đạt được là 93 FPS. Còn khi mà mình giảm xuống 480p, 4:3 độ phân giải của những người pro player, thì trên chiếc laptop này đây chúng ta đúng không, đạt được là 80 FPS. Còn trên desktop thì đạt được là 106 anh em ạ. Đấy, thì cái độ chênh lệch của nó khoảng tầm 20%, thì mình cũng cảm thấy rằng là cũng ok thôi. Bởi vì đơn giản nhá, nếu mà anh em mua chiếc máy tính bàn đúng không, anh có phải mua bàn phím này, mua chuột này, mua màn hình này, mua loa này, thì có thể đạt được một cái trải nghiệm trọn vẹn như này. Và một chiếc, nói thật nhá, chiếc máy tính bàn này còn nặng phải gấp đôi so với cả chiếc laptop đấy, tại vì nó phải hơn 2 cân, nặng vô cùng. Nặng thật, mặc dù nó còn không có cạc màn hình hay là không có tản nhiệt gì kinh khủng cả, chỉ có một cục nguồn, cục main, RAM, chip, các thứ kiểu cứng thôi. Còn chiếc laptop này thì nhẹ đến dương vô cùng. Nói chung, với mức 720p, mức setting thấp nhất thì anh có thể chơi được tựa game CSGO trên chiếc laptop này thoải mái, không vấn đề gì cả. Còn với những tựa game MOBA thì sao? Trong tựa game Dota 2 thì mình sẽ đạt được là 73 FPS với mức setting là Full HD thấp nhất. Dota 2 trên này 73 FPS là rất ok, rất hợp lý, chơi được ổn áp luôn. Còn trên chiếc máy tính bàn đúng không, thì mình đạt được là 110 FPS. Với Liên Minh Huyền Thoại, một tựa game mà nói thật là bây giờ anh em chơi chủ yếu rồi, anh em chơi Liên Minh Huyền Thoại là chính mà, thì trên chiếc laptop này ở mức setting Full HD cao nhất, tức là rất cao anh em nhá, thì mình đạt được mức FPS là 93.
trong khi chiếc máy tính bàn chúng ta đạt được là 110 anh em ạ. Nói chung là nhá, mức FPS đấy rất là ổn áp, nhưng mà mình cũng khá là bất ngờ khi mà rõ ràng XG Graphics đúng không? Nó phải là mới hơn, nó phải là xịn hơn. Nhưng mà thế nào nó lại là một chiếc card màn hình có vẻ là thấp hơn, yếu đuối hơn một chút? Có thể là vì đơn giản chiếc laptop này nó quá là nhẹ, thế nên là Gigabyte họ đã phải giảm điện một chút thì khiến cho chiếc laptop này có thể mát mẻ đến như này. Bởi vì khi mà mình dùng nhá, mình chơi game nhá, mình để ở chế độ performance đúng không? Thì ok, quạt nó chạy cũng tương đối to, nhưng mà laptop gần như rất là mát anh em ạ. Cầm kiếp các cầm nắng các kiểu này, đằng trước đằng sau này đều cảm thấy rất là thoải mái và không có gì cảm thấy gọi là khó chịu cả khi mà sử dụng nó, bởi vì gần như không hề cảm thấy sự nóng nực ở bên trên và đặc biệt là ở hai phần để tay ở đây. Thế thì đó là lý do tại sao mà chiếc laptop chúng ta không đạt được hiệu năng cao bằng chiếc desktop chúng ta. Đơn giản vì desktop CPU mới hơn, card màn hình thì được tung quẩy cao hơn, còn chiếc laptop này thì CPU thấp hơn. Đồng thời, card màn hình chúng ta bị giới hạn một chút về nhiệt và điện nữa. Đấy, đơn giản tại vì nó chỉ là một chiếc laptop mỏng nhẹ như này cơ mà. Nhưng mà cái quan trọng ở đấy anh em cần phải để ý là chiếc laptop và chiếc desktop chúng ta đều đạt được một mức FPS khá là ổn áp khi mà ở P1%. Cái đấy mới là cái thứ quyết định được cái sự giật lag của anh em hiểu không? Tức là ví dụ như là bị drop một phát xuống thì ở trên chiếc laptop này đúng không? Drop ở trong những game Liên Minh Điện Thoại và Dota ấy thì nó không quá là sâu, chỉ rơi xuống khoảng tầm 50 tới 60 FPS thôi, tức là vẫn ngang ngang với cả độ phân giải tần số quét của chiếc màn hình này. Thế nên là anh em sẽ không hề cảm thấy quá nhiều cái sự drop ở trên chiếc laptop này đâu. Nói chung là nhá, kết luận là trong năm 2022 thì mình cảm thấy cũng khá là ấn tượng với cả chiếc card onboard của Intel và cái chiếc laptop này. Mặc dù nó chỉ là một chiếc laptop gọi là văn phòng đơn giản cơ bản thôi, nhưng nó vẫn có thể chơi được những tựa game bây giờ với mức setting trung bình hoặc là cao ở mức FPS từ 60, nhiều khi tới cả 100 nữa. Đó, nếu mà anh em muốn đạt mức FPS cao hơn này, một mức gọi là mượt mà hơn một chút, thì anh em nên giảm độ phân giải xuống, giảm mức setting xuống để cho chiếc laptop chúng ta có thể chạy ngon nghẻ, vui vẻ và anh có thể tận hưởng game của mình ở trên mọi chuyến đi luôn. Thế, nói chung chiếc laptop này rất ổn áp, và nếu mà anh em nhỡ cha mẹ có mua một chiếc laptop này đâu thì cũng đảm bảo rằng vẫn có thể quẩy Liên Minh Điện Thoại và CS:GO với đồng bạn được. Và nếu mà anh em hứng thú với cái sản phẩm này thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả anh em nhé. Bởi vì nhá, thực sự thì nếu mà mình mua ấy thì mình cũng sẽ mua chiếc laptop như này. Đơn giản, chất lượng build nó tốt, cổng kết nối cũng tốt, mà thời lượng pin với cả cân nặng có cũng ổn áp luôn. Đấy nhá. Đấy, anh em mua ngay luôn chiếc U4 nhá. Còn đâu thì nếu anh em muốn cảm thấy hứng thú với cả những content laptop khác thì hãy bấm like, subscribe và hẹn gặp anh em tại video tiếp theo nha.